Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì đến lượt thành phố Cần Thơ phải chứng kiến tình huống công dân ùn ùn liên hệ với văn phòng một cửa của Sở Giao thông Vận tải để đổi giấy phép lái xe từ dạng giấy sang dạng nhựa PET. Dù quy định chưa bắt buộc nhưng số đông vẫn chấp nhận xếp hàng nhiều giờ để đổi khiến cho cơ sở cấp đổi quá tải. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng những ai đang sử dụng giấy phép lái xe mô tô bằng giấy phải đi đổi sang thẻ bằng nhựa PET nếu không thì sẽ bị xử phạt. Theo ghi nhận có ngót nghét 100 người dân ngồi kín các hàng ghế trước phòng cấp đổi giấy phép tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ. Trước phòng nhận hồ sơ, mọi người chen chúc nộp giấy tờ vào rổ chờ lấy số thứ tự. Lượng người quá đông, nhân viên phải liên tục yêu cầu họ xuống chỗ ngồi, nghe gọi đúng tên để lên giấy tờ. Một số tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ lâu. Anh Nguyễn Văn Bình, một công dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe cho biết, nghe thông tin báo chí nói rằng không đổi cũng không giao, chưa cần thiết, nhưng mà mình thấy người ta đi đổi thì thôi mình cũng đi làm theo luôn. Lỡ sau này đùng lên cái nói không đổi thì không sử dụng được thì khổ. Trước đó cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Giao thông Tiến bộ cho biết, đơn vị đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thêm thiết bị cùng nhân sự và đáp ứng giải quyết được khoảng 900 hồ sơ mỗi ngày, tăng thêm 50% so với trước đây. Theo ông Dũng, những ngày qua, nhân viên làm thủ tục phải làm việc xuyên suốt từ sáng đến 21 giờ và không nghỉ trưa để giải quyết thủ tục cho người dân. Dự kiến sang tuần sau tình hình mới được cải thiện. Ông Ngô Đình Quang, trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, thực tế trong khoảng một tuần qua, mỗi ngày các điểm cấp đổi giấy phép lái xe của đơn vị đã tiếp nhận khoảng 1.400 hồ sơ, tăng cao hơn so với những ngày trước đó. Ông Quang khẳng định giấy phép lái xe bản giấy vẫn được sử dụng bình thường, không có việc bắt buộc phải đổi sang thẻ nhựa. Còn tại Hà Nội cũng từng nghe đồn nhiều người đã đổ xô đi đổi giấy phép lái xe chỉ để yên tâm. Cán bộ bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tại 258 Võ Trí Công, Tây Hồ, Hà Nội cho biết, số lượng người làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tăng nhanh trong những ngày qua. Một nữ cán bộ cho biết, mỗi ngày trung bình tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ, so với trước đây, số lượng người dân đến đổi giấy phép lái xe tăng 50%. Dù nhu cầu người dân muốn đổi giấy phép lái xe rất lớn, nhưng chỉ có thể phát số tiếp nhận trong khả năng giải quyết. Tình trạng đông người đến đổi giấy phép lái xe cũng xảy ra tại điểm tiếp nhận hồ sơ số 16 cao bá quát. Tại đây, trung bình mỗi ngày có thể tiếp nhận 400 đến 500 hồ sơ, nhưng hơn một tuần qua, số lượng người đến làm thủ tục này tăng khoảng 50%. Điều này khiến người dân phải xếp hàng lấy số, cho đến lượt gọi tên. Khi đã hết số thứ tự trực tiếp, đơn vị sẽ chuyển qua phát phiếu hẹn những ngày sau đến làm việc.